Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình xem ngày tốt trong tháng 5 âm lịch. Thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ những ngày tốt trong tháng 5 âm lịch của những người tuổi Tý. Thì những người tuổi Tý sẽ bao gồm những tuổi sau. Tuổi Tý là tuổi Giáp Tý, là sinh năm 1984, là mệnh Kim. Thứ hai là tuổi Bính Tý, những người sinh năm 1996, là mệnh Thủy. Thứ ba là Mậu Tý, là những người sinh năm 1948 và năm 2008, là mệnh Hỏa. Thứ tư là những người sinh năm Canh Tý 1960 là mang mệnh Mộc và mệnh Thổ. Cuối cùng là những người sinh năm Nhâm Tý sinh năm 1972. Thì với những người tuổi Tý trong tháng 5 âm lịch thì sẽ có những ngày nào tốt? Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì đầu tiên, như quý vị đã biết là trong tháng 5 âm lịch thì những video trước tôi đã chia sẻ, tháng 5 âm lịch thì khởi từ ngày mùng 10 tháng 6. Ngày mùng 10 tháng 6 tương ứng với ngày mùng 1 là âm lịch, là ngày Kỷ Sửu. Tháng 5 âm lịch là tháng Giáp Ngọ, là tháng đủ. Thì trong cái video trước thì tôi chia sẻ thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng thông thư và đồng công để chọn ngày. Thì theo thông thư thì chọn ra những ngày xấu, bỏ ra những ngày xấu và ta lựa chọn những ngày tốt theo đồng công. Thì sẽ có 10 ngày tốt đây. Thì những ngày xấu cần tránh đầu tiên thì là đầu tiên là ngày Tam Nương. Tam Nương gồm có những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thứ hai là ngày Con Nước. Con Nước là ngày mùng 9 và ngày 23. Thứ ba là ngày Dương Công Kỵ là ngày mùng 5. Thứ tư là ngày Sát Chủ. Sát Chủ thật trong tháng 5 là ngày Thân. Thứ hai là ngày Thụ Tử. Thụ Tử và ngày Nguyệt Phá trong tháng 5 âm lịch này là ngày Tý. Và cuối cùng là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Thiên địa chuyển sát là ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ. Đấy, như vậy là những ngày xấu cần tránh trong tháng 5 âm lịch thì tôi đã loại bỏ ra rồi. Và sau khi loại bỏ tất cả những ngày xấu thì chúng ta sẽ chọn được những ngày tốt sau đây. Tổng trong tháng 5 âm lịch có 6 ngày tốt. Thì để lựa chọn ra những ngày tốt cho cái người tuổi Tý ấy, thì đầu tiên ta phải lựa chọn những ngày tốt trong tháng đã. Thì ngày tốt trong tháng thì sẽ bao gồm ngày mùng 2 là ngày Canh Dần, ngày mùng 4 là ngày Nhâm Thìn, ngày mùng 10 là ngày Mậu Tuất, 17 là ngày Ất Tỵ, ngày 26 là ngày Giáp Dần và ngày 28 là ngày Bính Thìn. Thứ hai là ngày Tiểu Cáp bên tay phải thì có 4 ngày. Ngày mùng 6 là ngày Giáp Ngọ. Ngày Giáp Ngọ thì chỉ nên ăn táng thôi, không làm việc khác. Ngày 11 là ngày Kỷ Hợi. Ngày 14 là ngày Nhâm Dần và ngày 19 là ngày Đinh Mùi. Đấy, đấy là những ngày tốt trong cái tháng 5 âm lịch. Vậy chi là trong tháng ấy, đầu tiên là gì? Ta chọn được những ngày tốt trong tháng đã. Sau đó là những ngày đó thì ta sử dụng là tốt cho ai. Đấy, bây giờ là tốt cho ai thì nó tốt cho tuổi Giáp Tý. Thì tốt như thế nào? Tốt cho tuổi Tý như thế nào thì chúng ta lại phải xét theo các tiêu chí sau đây. Đầu tiên để là ngày tốt thì nó phải là ngày lộc. Ngày lộc là làm được may mắn, được lộc giàu sang phú quý ấy. Thứ hai là phải được là cái quý nhân giúp đỡ, là tuổi quý nhân ấy, ngày quý nhân ấy. Thứ ba là gì? Tam hợp. Thứ bốn là lục hợp, tức là nhị hợp ấy. Và thứ năm là phải được ngũ hành tương sinh. Ngũ hành tương sinh, đúng không ạ? Thì đầu tiên ta xét tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý là tuổi đầu tiên ta xét thì nó sẽ bao gồm gì ạ? Tuổi Giáp Tý thì giáp lục tại dần tháng này nhá, Tý Ngọ xung nhá, đâm ra những ngày ngọ của tháng này ta không chọn này, ngày Nguyệt Phá này, ngày Tý đúng không ạ? Tuổi Tý thì chúng ta kỵ ngày ngọ là một này, thứ hai là ngày Mùi. Ngày Mùi thì bị lục hại nhưng mà nếu mà tốt ta cũng vẫn thể dùng được. Thì đầu tiên ngày lộc, lộc của Giáp Tý là ngày Dần đúng không ạ? Ngày đầu tiên là ngày lộc này. Ngày Dần thì bao giờ gồm có ngày mùng 2 là ngày Nhâm Dần. Ngày 14, à 12, mùng 2 là Canh Dần là ngũ hành thuộc Mộc, 14 là Nhâm Dần là ngũ hành thuộc Kim và ngày 26 là ngũ hành thuộc Thủy. Thì thứ hai là ngày gì ạ? Ngày quý nhân thì Giáp Mậu Canh Nhâm Dương, ngày Sửu và ngày Mùi sẽ là quý nhân. Thì quý nhân đây có ngày mùng hạ mùng 19 là ngày Đinh Mùi là Thủy. Thì chúng ta với lại thứ hai là gì? Ngày Đinh Mùi này nó bị lục hại với lại tuổi Tý, ta sẽ không dùng. Thứ ba là ngày nhị hợp, Tý Sửu nhị hợp thì ngày Sửu là toàn những ngày xấu ta không dùng rồi. Tiếp đến là ngày được ngũ hành tương sinh thì ta có những ngày sau.
Giáp Tý mệnh kim thì tới lượng à đâu, cái trường hợp là gì? Tam hợp chưa ạ? Tam hợp thì có gì ạ? Thân Tý Thìn thì thân là sát chủ, những ngày thân ta không dùng. Ngày Thìn thì có ngày 28 Bính Thìn là ngũ hành được thổ, thổ sinh kim tốt, cũng có thể dùng ngày mùng 4 thì ngũ hành sinh xuất, nó cũng không được tốt nhưng mà không được tốt tròn trọn vẹn nhưng mà vẫn dùng được. Và ngày thứ ba tiếp đến là ngày ngũ hành tương sinh. Thì ngày ngọ chúng ta bỏ rồi, ngày dần, ngày thìn chúng ta chọn rồi. Bây giờ còn ngày gì ạ? Ngày hợi và ngày tuất. Ngày mậu tuất và kỷ hợi, tức là ngày mùng 10 và ngày 11. Thì ngũ hành thuộc mộc 10 này và ngày 11 thì ngũ hành thuộc mộc thì kim khắc mộc thì cũng được. Chúng ta sẽ chọn hai ngày đấy. Như vị chi là tuổi Giáp Tý sẽ có 2, 4, 6, 7 ngày tốt. 7 ngày tốt trong cái tháng 5 âm lịch. Tiếp đến ta sẽ là tuổi Bính Tý. Bính Tý thì ngũ hành thuộc thủy đúng không ạ? Bính Mậu tại Tỵ thì những ngày Tỵ sẽ là những ngày ngày lộc. Thì ngày Tỵ đầu tiên ta có là ngày 17 là ngày Ất Tỵ, ngũ hành thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, tức là mình khắc được ngày thì ok. Thứ hai là ngày Quý Nhân, Tý Sửu đúng không ạ? Thì có thể là chọn ngày gì? Ngày Mùi. Ngày 19 là ngày Đinh Mùi là ngày Quý Nhân, chọn được. Tại ngũ hành của nó là gì? Tỵ Hòa. Thứ ba cho ngày tam hợp, thân Tý Thìn thì có ngày thân thì bỏ rồi vì là ngày sát chủ, thì còn ngày Thìn ngày Thìn Bính Thìn là ngũ hành được thổ tao dùng, thổ khắc thủy tao không dùng. Còn ngày mùng 4 là ngày Nhâm Dần thì ngũ hành thuộc thủy. Thứ tư chúng ta chọn thêm những ngày có ngũ hành tương sinh. Còn ngày lục hợp là gì? Tý Sửu. Tý Sửu thì Sửu không dùng được rồi. Bây giờ chúng ta chọn ngày ngũ hành tương sinh. Thì đến ngày dần này. Ngày dần thì có gì ạ? Có ngày 14 là Nhâm Dần, mệnh kim, được. Thứ hai là ngày 26 là ngày Giáp Dần. Vậy ngày ngọ ta không dùng rồi. Còn ngày hợi và ngày tuất thì là ngũ hành thuộc mộc, sinh xuất ta cũng không dùng. Như vậy là với tuổi Bính Tý thì sẽ có 2, 4, 5 ngày tốt để làm việc trong cái tháng 5 âm lịch, năm Tân Sửu. Tiếp đến là tuổi Mậu Tý. Các bác sinh năm 1948 và các bé sinh năm 2008. Thì Mậu Tý đúng không ạ? Trong 10 ngày nào sẽ là ngày tốt nhất? Thì chúng ta biết Bính Mậu tại Tỵ đúng không ạ? Thì Tỵ cũng vẫn là gì? Đầu tiên ngày lộc vẫn là ngày Tỵ, là ngày 17. Là ngày lộc. Thứ hai ngày Quý Nhân. Dậu canh Ngưu Dương là Sửu và Mùi đúng không ạ? Hỏa, thủy khắc hỏa thì ngày 19 là ngày kỷ mùi nhưng mà ngày đinh mùi nhưng mà ngũ hành lại bị tương khắc, ta sẽ không dùng. Thứ ba là ngày nhị hợp, tý sửu hợp thì cũng sẽ không có ngày nào vậy. Thứ tư là gì? Ngũ hành tương sinh thì ta có thể là gì? Chọn ngày gì? Ngày ngũ hành tương sinh trong hỏa, ví dụ như ngày mùng 2, ngày nhâm dần, canh dần là ngày canh dần ngày mùng 2 này. Tức là hỏa khắc được kim, tức là ngày 14 ta cũng thể dùng được. Đúng không ạ? Tiếp đến đến ngày gì ạ? Ngày Thìn thì là hỏa sinh thổ cũng không 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 tốt, ta không dùng. Ngày Ngọ thì không dùng, ngày Hợi đúng không ạ? Có ngày Nhâm Tuất, thứ ba ngày thứ ba là ngày ngũ hành tương sinh, tiếp theo là có ngày mùng 10 là ngày Nhâm Tuất và ngày 11 là ngày Kỷ Hợi đây. Thì ngũ hành thuộc mộc, mộc sinh hỏa rất tốt. Hơn nữa Mậu Tuất chẳng hạn lại là ngày đại cát, bây giờ các bác có thể dùng được. Tiếp đến là những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thì có những ngày tốt nào trong tháng, trong 10 ngày này? Thì đầu tiên ta cũng canh thì lộc tại thân, nhưng mà tuổi thân, ngày thân trong tháng này thì lại là ngày sát chủ, ta bỏ rồi. Vậy chi ta xét đến tuổi thứ hai là gì? Là tam hợp. Tam hợp thì có thân Tý Thìn đúng không ạ? Thì đầu tiên là ta sẽ có ngày ngày Thìn vì ngày thân là sát chủ bỏ. Ngày Thìn sẽ là ngày 28 là ngày Bính Thìn. Tiếp đến là ngày mùng 4 là ngày Nhâm Thìn là ngũ hành thuộc thủy thì thổ khắc thủy được, ta dùng. Thứ ba là ngày nhị hợp, lục hợp thì tí xỉu không có. Và thứ tư là ngày gì? Chúng ta còn ngày Quý Nhân là ngày mùi nữa. Là tí mùi đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng ngày Quý Nhân là ngày 10, 19. Đấy, ngày 19 này, ngày đinh mùi.
Và bây giờ ta xét đến những ngày ngũ hành tương sinh, ví dụ như là thổ đúng không ạ, canh tí là thuộc thổ, thì ta thể chọn ngày gì ạ? Ngày dần thì có ngày 26 là ngày giáp dần, là ngũ hành thuộc thủy thì thổ khắc thủy được. Thứ hai, ngày mộc thì mộc khắc thổ không được, kim sinh xuất ta cũng hạn chế, không nên chọn. Tiếp theo là ngày gì ạ? Ngày nhâm dần. Tiếp theo có thể chọn ngày tỵ là ngày 17. Thì ngũ hành thuộc gì ạ? Ngũ hành ngày tỵ là ất tỵ là rất là đẹp. Thì ngũ hành thuộc hỏa, hỏa sinh thổ rất là tốt. Đấy, như vậy là đã chọn được 2 4 5 ngày, 5 ngày tốt cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Đến tuổi Nhâm Tý, tuổi Nhâm Tý thì sẽ sử dụng những ngày nào? Thì chúng ta biết là Nhâm Lộc Tệ Hợi. Đúng không ạ? Một thì ngày lộc của những người tuổi Nhâm Tý thì là ngày ngày hợi có kỷ hợi thì tỷ hòa đúng không ạ, ngày kỷ hợi là ngày 11 thì là tỷ hòa. Thứ hai là ngày quý nhân thì nhâm quý xà thú tàng là tỵ và mão, thì ngày tỵ là ngũ hành thuộc hỏa ta không dùng đều bị sinh xuất. Tiếp đến ngày tam hợp thân tý thìn mộc thì chúng ta chọn được ngày mùng 4 là ngày nhâm thìn, còn ngày thân thì ngày sát chủ ta không chọn. Thứ tiếp theo là ngày lục hợp thì tí xỉu hợp cũng không có, đây là chọn những ngày ngũ hành tương sinh. Mộc thì có thể chọn ngày 26 ngày giáp dần đúng không ạ, là ngũ hành thuộc thủy, hoặc là gì, có thể chọn ngày mùng 2 là ngày canh dần là ngũ hành thuộc kim. Đây canh dần muộn ngũ hành thuộc kim. Tiếp đến là chọn vào ngày ngày ngọ thì không dùng rồi, ngày ngọ ngày tý thì tuyệt đối bỏ, ngày mùi ngày 19 đinh mùi thì cũng được tương sinh. Như vậy là với những cái người tuổi tý thì trong tháng năm âm lịch có cũng rất nhiều ngày tốt để cho các quý vị lựa chọn để làm việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo nhớ để gì nhận những video về những ngày tốt mới nhất mà chúng tôi sẽ chia sẻ, kèm theo đó là những thông tin về phong thủy tử vi ứng dụng được trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày, giúp quý vị là yên tâm hơn. Đấy, tâm khởi thì vạn sự sẽ được hanh thông. Đấy, thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.